Cá sòng, bà con ơi, bà con biết cá sòng hết, bà con thịt mềm mềm, ngon ngon, ăn thấy thơm thơm, mùi vị rất là tốt. Nhưng mà nó dinh dưỡng rất là nhiều khi người ăn thịt cá sòng. Nhưng mà riêng có một số người và có một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn cá sòng để nó tốt cho căn bệnh của mình bà con nha. Đó là người mắc bệnh gút, không nên ăn cá sòng. Người rối loạn tiêu hóa, đau bụng, sốt, dị ứng, huyết áp, người bị tổn thương gan, thận, xương, khớp, rối loạn máu, sơ gan, bệnh lao, buồn nôn, nôn mửa là vui lòng đừng ăn cá sòng để cho nó tốt cho sức khỏe của mình và căn bệnh của mình. Đó là những người có bệnh gút, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, sốt, dị ứng, huyết áp, người bị tổn thương gan, thận, xương khớp, rối loạn máu, sơ gan, bệnh lao, buồn nôn, nôn mửa là vui lòng đừng ăn cá sòng nha bà con. Còn ngoài ra cá sòng nó tốt, là nó tốt cho sức khỏe cho mọi người. Đó, nó tốt cho hệ tim mạch, phát triển não bộ tốt, cho xương chắc khỏe. Đó, tốt quá bà con ha. Nó tăng chiều cao, nó làm cho loãng xương bớt đi, giảm đi, tốt cho răng, cho móng, giúp cho cơ thể dẻo dai, bền bỉ. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn xà láng bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Bà con ơi, chúng ta chỉ ăn giống như ta ăn những loại cá bình thường khác, và ăn 6 ngày thì chúng ta nghỉ một ngày. Bà con ạ, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào 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 nào, sao chuyện xin chào bà con ơi.